Thưa quý vị, chợ vắng khách cùng với nhiều quy định nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên nhiều tiểu thương đã chuyển địa điểm kinh doanh ra các tuyến đường, biến vỉa hè, lòng đường thành nơi buôn bán. Thực trạng này đang diễn ra phức tạp tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 rất cao. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Sau hơn 2 tháng đóng cửa, ngày 3 tháng 1, chợ đầu mối Vinh hoạt động trở lại. Dù công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đảm bảo, nhưng chỉ có hơn 50% số kiosk mở cửa. Số lượng khách hàng giảm mạnh khiến hoạt động buôn bán trở nên điều hưu. Chợ sáng như các bạn là cái chế kiệt, hàng chứ không phải. Có lý do đóng làm được. Chứ chợ đẹp vốn, vó cả đó, sổ thì ngồi ngoài là cả. Chứ ngồi trong nếu ai mua hết. Chờ mở trở lại thì dẫu sao chăng nữa thì bước đầu thì nó không có những cái gì thì đang còn khó khăn thôi, là vì bây giờ họ đang còn tập trung kinh doanh ở ngoài đường là nhiều, thì bây giờ có một số thì họ lấy thuế, có một số thì họ cũng ngồi cũng lấn chiếm ngoài lề đường ấy. Còn đây là hình ảnh tại các tuyến đường xung quanh chợ đầu mối Vinh. Không vào chợ, các tiểu thương cùng người dân địa phương đã biến vỉa hè, lòng đường thành nơi buôn bán. Hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, gây nên tình trạng ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Mọi người tập trung rất chi là đông, rất chi là gì lây lan dịch bệnh. Cho nên là nhiều lúc là người ta ở ngoài kia, người ta mang dịch, người ta vào chợ, cho nên là cũng rất chi là nguy hiểm. Cơ bản các cái tuyến đường, các cái đường thì trực tiếp để mà xử lý là cơ bản là lực lượng của các phương xa nữa. Đấy. Đúng không? Các phương xa cũng xử lý sóng rồi thì cũng cũng không chưa xử lý được cho dứt điểm, thì việc đấy sau này chúng tôi sẽ có những cái biện pháp tăng cường để xử lý nó dứt điểm hơn các cái kinh doanh trên vỉa hè. Đáng lo ngại hơn, khi hoạt động buôn bán vỉa hè luôn tập trung đông người đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng các quy định phòng chống dịch bệnh không được thực hiện, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc không đeo đúng cách, khiến nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 rất cao. Các cái hộ tiểu thương kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, nó sẽ dẫn tới một cái hệ lụy rất là khôn lường cho thành phố. Bởi vì ở đây chúng ta sẽ không kiểm soát được về mặt dịch tễ, bởi vì những hộ tiểu thương này sẽ không được xét nghiệm theo định kỳ, rồi không kiểm soát được về mặt an toàn thực phẩm, rồi còn gây mất an ninh trật tự, để vệ sinh môi trường, vân vân, để cảnh quan đô thị đối với thành phố đô thị loại 1. Vì vậy là thành phố sẽ phải quyết tâm hơn nữa để chỉ đạo các lực lượng để ra quân xử lý dứt điểm vấn đề này. Hiện dịch bệnh COVID-19 tại Nghệ An đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới ngoài cộng đồng. Riêng tại thành phố Vinh, từ ngày 15 tháng 10 đến nay, đã ghi nhận 107 bệnh nhân COVID-19.